lên rồi hả? Con đi lên xa chiếc tí về gần xong. Hay chui vào đây. Tí về à? Vào đây xem. Chắc chỗ này không đẹp mấy cái gì đúng không? Đi vòng ra đi, đi vòng này vòng về kia đi. Không chơi vậy đâu. Đi vòng vào đấy, anh Đồng ơi, vòng vào đấy xem rồi vòng ra kia đi. Vòng vào đấy xong vòng ra Giao Châu, vòng về Giao Châu đi. Thank you.
Trời. Bia ngồi xuống không bố chả được. Đây, tí dừng lại hang đá này cho tụi trẻ con nó. Đây đứng xuống đây chụp hình đi. Xuống đây chụp hình đi, bỏ mũ ra các bạn. Không. Ui rồi đầu rớt xuống.